xe xăng bảy rất là đẹp. Xe này cái bình xăng con nó rất là tuyệt vời, máy nó lên 110 rất là mạnh. Con dạng như xe đua vậy đó. Xe có giấy tờ đầy đủ biển số thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ở đồ đồ xịn, không có ba ga này, ba ga inox xịn, ba ga sao vậy inox luôn, làm bóng hớ sáng đẹp. Em thấy cái xe này là em ưng ý trước giờ làm có chiếc này, thấy khi mà sáng bóng làm. Em đăng lên ai được giá thì em bán. Nồng nhôm 110, nó là 110. Mấy chiếc xe thí dụ như quay game 110 á, nó chạy thì cũng mạnh nhưng mà không bằng chiếc này. Có thể là em thì em không gành về, em không phải là thợ, em không biết, có thể nó là tay con nó chạy trực tiếp hay sao đó mà nó mạnh lắm. Tuy nhiên nó mạnh không phải là nó hút xăng lắm. Em ở Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Xe này em hứa là rất là đẹp, chạy như bay. Cảm ơn các bạn nhiều nha, cảm ơn anh Kiều Vết Mốt, bye bye. Em quay cái máy là một lần nữa này, cái bu vắt nè, em quay cái máy lần nữa. Cố tình em làm cái đèn trước đỏ vậy cho nó xịn xíu, nó đẹp xíu. Inox hết nha, inox rất là nhiều, sáng đẹp. Cảm ơn các bạn nhiều nha, thank you, goodbye.